chúc mừng năm mới. Nhân ngày đầu năm, các bạn hãy cùng mình khám phá một số hoạt động Tết Nguyên Đán ở thành phố Barcelona, Tây Ban Nha nhé. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên với sự hỗ trợ của Hội đồng thành phố Barcelona, Học viện Cộng tử Barcelona, Casa Asia và Lãnh sự quán Trung Quốc. Nét văn hóa chủ đạo ở đây là văn hóa Trung Hoa, nhưng có sự tham gia đông đảo của người dân Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác. Chương trình nghệ thuật cũng thể hiện sự giao lưu văn hóa khi có sự góp mặt của các tiết mục biểu diễn văn hóa truyền thống đến từ các quốc gia khác. Thời tiết ở Barcelona thì gần như lúc nào cũng rất lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như thế này. Nhiệt độ hôm nay là từ 8 đến 12 độ C, bầu trời thì luôn trong xanh và còn nắng ấm. Một hoạt động được diễn ra song song với chương trình nghệ thuật là hội chợ ẩm thực. Ôi chao, mình cực kỳ háo hức với phần này nè. Các quầy hàng lúc nào cũng đông nghịt người, nhiều quầy rất khó để thấy được là họ bán cái gì để còn xếp hàng mua. Khi nhìn thấy cái bánh trông khá giống cái bánh giò ở Việt Nam, mình đã quyết tâm xếp hàng mua bằng được. Khi bóc ra thì bánh lại khá giống với bánh chưng, được nấu bằng gạo nếp, nhân bánh có nấm, lạc và thịt heo, hương vị ổn áp phết các bạn ạ, mà giá chỉ có 2 euro một cái thôi nhé. Có thể thấy rằng mọi người ở đây rất tò mò về các món ăn đường phố Trung Hoa. Ví dụ như cái kẹo hồ lô này, ai cũng không thể rời mắt khi xem cách nó được chế biến như thế nào. Còn cái hàng mọi người xếp để đợi mua nó thì dài ơi là dài, nên mình đành hẹn thử em nó lần sau vậy. Tuy có rất nhiều người tham gia hội chợ nhưng mình không bị cảm thấy ngột ngạt vì sự kiện được tổ chức ngoài trời rất thoáng đãng và luôn có gió nhẹ. Đặc biệt là không hề có chen lấn xô đẩy và mọi người đều giữ gìn vệ sinh chung. Ngày đầu năm, mình rất muốn được thưởng thức các món ăn Việt nên sau khi rời sự kiện mình đã đến một nhà hàng Việt Nam cách đó khoảng 2 cây số. Mình đã gọi món gỏi xoài tôm thịt cho khai vị nè và sau đó là bánh xèo, bún bò Huế và thịt bò sốt me nè. Tuy ở đây không có các món đặc trưng của ngày Tết Việt nhưng được ăn các món đậm hương vị Việt cũng đủ làm mình rất vui trong ngày đầu năm mới rồi. Mình mong là các năm sau, cộng đồng người Việt ở Barcelona dù số lượng khá khiêm tốn, sẽ tham gia các sự kiện cộng đồng ở nơi đây để quảng bá hình ảnh và con người Việt Nam.